Uh, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính chào hết thể chư quyến thuộc gần xa kính mến uh, nay là cuối tuần sáng thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 nghìn hai chúng ta tiếp tục à, uh, cùng nhau chia sẻ phân tích, giải thích cho nhau nghe về kinh địa tạng trực giải. Hôm nay là kỳ thứ 36. Và chúng ta tiếp tục cái phẩm thứ sáu gọi là Như Lai Tán Tháng. Và cái kỳ trước tôi đã giải thích cho đại chúng <laughs> là tới cái đoạn là Đức Phật nói giả sử có người nào nhàm chán thân nữ hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng cùng những tượng bằng đất đá keo sơn đồng sắt vân vân ngày ngày như thế không hề thối chuyển lại thường đem hương qua đồ ăn thức uống y phục gấm lụa tràn phan tiền bạc vật báo để cúng dường thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại thời đến trăm ngàn muôn kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ huống hồ lại thọ nữ thân trừ phi trừ khi vì nguyện lực từ bi muốn thọ nữ thân để độ thoát chúng sanh còn thì nương nơi sức cúng dường ngài địa tạng cùng sức công đức trong trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn phải thọ nữ thân nữa à cái đoạn này như tôi đã nói là cần phân tích kỹ nhắc nhở cho đại chúng nên nhớ đó những vị phật học phật mà học về cái cái giáo lý gọi là cái khen cái, cái lý về cái liễu nghĩa đại thừa gọi là liễu nghĩa kinh thì khi mà các vị nghe những cái đoạn này các vị cũng chớ có bức xúc mà nói rằng là sao là có phân biệt hình tướng chấp tướng các vị nó nhớ rằng đối với Phật pháp á, nó có hai cái vấn đề các vị để ý á. nếu nếu không có tướng thì làm sao có tánh mà nếu chấp tướng thì không thấy tánh mà chấp tánh thì dụng bỏ tướng cũng không được vì vậy mà cho nên mới nói rằng thể tướng và dụng khi nào chúng ta cần phải chia sẻ nhắc nhở về cái mặt tục đế khi nào chúng ta cần phải nhấn mạnh về mặt chân đế bây giờ cái mặt tục đế tất cả các phật tử là nữ giới các vị phải thẳng thừng chấp nhận rằng nói gì thì nói nhưng mà còn cái hiện hiện tướng của nữ thân thì không không cách nào hoàn cảnh nào đó mà mà làm mỗi việc như là là nam tử được nhưng sở dĩ đưa ra như vậy nói như vậy không phải để đè đè đẹp người nữ đâu mà để muốn nhắc nhở rằng chúng ta cần cần phán qua cần phải chấp nhận cái sự thật để rồi chúng ta cố gắng chúng ta vượt khỏi cái 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 tư tưởng đó bởi vì như tôi đã phân tích kỹ cho các vị là cái vấn đề trước kia đưa ra đó là ban đầu thì Đức Phật vẫn vẫn chấp nhận vẫn nói theo cái dòng tục đế rằng theo cái các cái đạo đã có mặt trước cái Phật trước khi Đức Phật thành tựu đạo nghiệp với cõi Bồ đề thì xưa nay người ta cứ quan niệm rằng người nữ có năm cái sự chướng ngại không thể làm đại phạm thiên vương không thể làm thiên Chú, không thể làm ma vương không thể làm chuyển lưng thánh vương và không thể nào làm phật bởi vì à, như 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 đã nói thí dụ như làm phật thì tại vì thân phật có vạn đức trang nghiêm còn thân người nữ thì một mặt nào đó là nhiều nhơ quế đố kỵ chướng ngại tâm lượng hẹp hồi tâm tướng nhỏ nhoi <cười> <cười> các vị cũng đừng có thấy vậy rồi nói vậy thì đàn ông thiện nam có không có chứ thiện nam tuy có nhiều người mang thân là nam tử đàng hoàng dẫn đường đường là một đấng anh hào côn quyền hơn sức lược thao gồm tài vẫn là giai năm tất rộng thân mười thước cao ờ, vậy có chứ nhưng mà vẫn có những cái tư tưởng hẹp hồi ích kỷ nhỏ nhen có chứ trên đời này lội sao khỏi tránh sao khỏi nhưng mà về mặt tục đế thì người ta lấy cái số đông cái ước lượng các vị đừng nói rằng đòi hỏi rằng một trăm trăm đã nói là tục đế là cái hiện, hiện tượng cái pháp tướng thì nói cái số đông nói cái đa phần cũng có những người đàn ông hẹo hồi ích kỷ nhỏ nhoi có nhưng mà có số ít thôi Rồi ngược lại bên nữ nhân thì cũng có những người nữ rộng lượng đầy dễ những phẩm chất cao thượng có chứ nhưng mà cũng số ít thôi các gì rõ chỗ này để tôi có phật tử họ phiền họ tưởng đâu là tôi nói như vậy là đem ra phân biệt À, à, tướng nam tướng nữ à, tại sao có thái chấp tướng này kia nữa còn chấp chứ <laughs> mình còn đang ăn cái thế giới sinh hoạt của mặt tương đối này thì còn chấp chứ xin lỗi các chị là tại vì tôi uống trà gần khi gần tôi 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 bầm mà ra nhiễn quá nó có cái có cái xác nó vướng vào răng chứ các vị đừng nói sao thầy giảng mà thầy cứ thầy ngồi thầy 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 xỉa răng không phải xin lỗi này tôi xin lỗi tại vì cái miếng gần tôi mới uống cho nó dính cái răng bởi cái răng giả nó khổ vậy đó <laughs> Đời này cái gì nó cũng giả mà một khi nó thêm một lần giả nữa là nó thêm một lần khổ ví dụ răng nó cũng giả nhưng mà nó nó còn gọi là cái răng thiệt là cái răng mọc từ ở trong 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 cơ thể của mình dầu nó giả đó nhưng mà nó nói thiệt thì về mặt tục đế rồi khi nào cái răng nó rụng mà đi trồng cái răng khác đó thì lại lại mới gọi là răng giả gì, hiểu hiểu rõ vậy đó nó thiệt là vì nó từ xuất phát từ cái ngũ quẩn thân này còn nó giả là là vì nó, nó cho nên cho nên các phật tử quan hệ cho đó đây là cũng là đặng mượn cái tướng huynh gì đó đang giả vậy cho nên cứ uống miếng nước trà Nhưng mà có gần nó dính vô là nó nhột nhột vậy nó giờ trở lại vậy thì các phật tử khi học đạo nhớ phân biệt nó rõ ràng hai mặt tục đế và chân đế sự thật của tục đế thì nó cũng là sự thật đó nhưng mà sự thật này là là nhìn nhìn tổng quan nhìn tổng quát còn về chân đế đó là sự thật nhưng mà sự thật này là nó thuộc chân như nó thuộc coi như là bao trùm cho nên mình hiểu khi học Phật các vị nhớ bởi vì cho nên tại sao học Phật nó cần có những cái rất căn bản khi mà mình học có căn bản rồi để khi nào á các vị nghe tôi phân tích các vị biết à thầy đang nói đây là về mặt tục đế bởi vì từ cái tục đế để mới dẫn dụ để đưa về cái chân mới được chứ nếu nếu bây giờ mà tôi ngồi tôi giảng mà giảng chân không mà nó không có pháp tướng không có tục đế thì thì thật sự nó có cái chi để nó hoài tuy hai mà một ta với mình tuy hai mà một mình với ta tuy một mà hai dân dân vậy đó tuy về tục đế về chân đế nhớ chữ đế là chắc thật chữ đế là chắc thật khi nào nó chắc thật về mặt tục đế khi nào nó chắc thật về mặt chân đế để rồi các 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 phật tử thấy nó rõ như vậy như vậy thì về cái mặt gọi là 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 tục đế đó, thì nói rằng người nữ là nhơ nhớp, là nghiệp báo là thường hay có tánh đố kỵ, tâm lượng hẹp hồi. Như người mặt chân đế thì không đặt vấn đề này, nhưng mà hiếm hoi, hiếm hoi được về mặt tục đế, về mặt chân đế mà nó dung hòa một cách trọn vẹn được. Nhưng mà về mặt tục đế thì là ngược lại người người nam như chúng tôi cũng có những người đàn ông dai năm thước rộng, thân mười thước cao gì đó. Ờ, nhưng mà vẫn dây năm tất rộng thân mười thước cao nhưng mà vẫn có những người không 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 rộng rãi Còn luôn đố kỵ hẹp hòi sao đó, nhưng mà đó là số ít số nhỏ cho nên tôi phân tích để cho các vị nghe à, sao thầy bao nhiêu lâu thầy giảng giảng pháp này đồng quy nhất thể nó về là phật tánh như nhau mà tại sao trong kinh địa tạng nói như vậy rồi thầy lại giải thích tới như vậy bởi vì tôi nhớ một lần tôi có có nhập hạ đi giữa cái khóa tu ở nam cali khi mà cái khóa tu thì nhập hạ thì có nhận uh, tăng ni ni thì ở riêng uh, uh, coi như là nhận nhận tăng ni thì uh, khi mà giải thích về luật á thì cũng có mấy mấy vị lên hỏi một vị hòa thượng mà bây giờ vị hòa thượng đó thì bây giờ không còn nữa nhưng mà hòa thượng thì giải thích rất rõ nó là thưa hòa thượng tại sao có phân biệt tụi con là ni à, ví dụ như nó là à, tăng già chứ không có đi già rồi um, vân vân để hỏi hỏi những cái nhưng mà thật ra hỏi để vui để với một cái người đàn con đàn cháu để hỏi một vị hòa thượng một vị sư ông một vị thầy để giải thích thì hòa thượng giải thích rất là dễ 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 quan hỷ đó là hòa thượng nói là thật ra trước mắt thì các cô thử suy nghĩ coi phận nữ lưu phận ni giới thì các vị thấy rõ ràng người ta thế gian á thế gian người ta nói á đái không qua ngọn cỏ ờ, phải không nè rồi thế này thế kia thì cũng phân tích thì cũng cái nhưng mà mấy cô không chịu có hai ba cô không chịu hai ba cô không chịu cô tức quá cổ cổ đi 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 ra ngoài cũng nói mình gì mà mà đái không qua ngọn cỏ với cổ tức quá với cổ đang uống cái chai nước suối đó Bây giờ tôi nói đây nó hơi vui nhưng mà các chị đừng nói tôi nói 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 xài nghe mà đó là sự thật. À, thì tình cờ có cái ông thầy đó ổng leo trên một cái cành cây ổng ổng ở trên đó ổng hái cái trái cây gì đó đi mình nói thì mấy cô này không có hai là ông thầy này ổng đang trên cành cây bởi vì chùa có mấy thầy mà nhỏ nhỏ con hai cô cứ rù rì đấy tôi không chịu tôi không chịu nó là ni mình nó là đái hôm qua ngọn cỏ này nè tôi đái cho coi cái mấy cổ kéo quần mấy cổ thọt, cái chai nước suối với mấy cổ đái <laughs> để tôi nói thiệt chứ không có ý chế nhiễu mà không có ý mà nói để cho gọi là là quý vị suy nghĩ méo mó bậy bạ cái tại với cô vì cái chung là ai tu tu chứ thiệt thì các vị cũng cảm thông nhiều khi trong nội giới với nhau trong trong nội tự nhau có khi thì à, cũng có khi cũng bây giờ tôi nói vậy các vị đủ hiểu rồi mấy cô mới lấy chai nước xuống uống hết rồi đó mấy cổ nói nè là tôi đái cho chị coi nè em đái cho chị coi tại sao mà khi dễ bọn bọn ni mình mà đái không qua đầu ngọn cỏ đứng đái cái thọt vô đá nhưng mà không biết sao mà nó xè, xè 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 sao đó mà nó ướt hết rồi quán hồ sách quần chạy cái ông thầy ông trên ngọn trên, 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 cành cây ông đâu có để ý, đâu, bị sáng hơi sát mà ông nói mấy cô đái có qua được còn cỏ không Quảng hồ chạy chạy đi thay quần thì vô gặp sư bà rồi sư bà hỏi rồi kia rồi sao phải dẫn lên lên đại tăng để mà xin gọi là xin lỗi xin sám hối à, cũng giống như là không có ý khinh bỉ nhưng mà tại, tại vì muốn thể hiện mình gọi là thích thể hiện đó thích thể hiện sao mà đái không qua đầu gọi cỏ <laughs> đó thành ra tôi trở lại cái vấn đề khi các vị học đạo các vị phải hiểu cái nào là tục cái nào là chân đừng có vội vội trách có nhiều khi các vị học cao quá rồi các vị quên những cái dưới thấp cái gì học cao quá cũng như có nhiều vị có được chút trình độ rồi cái quên những cái người còn đang thấp thỏm hơn mình nghĩ ai cũng như mình không phải thành ra người nữ có năm điều chướng ngại như vậy rồi lại có 10 điều gọi là uh, 10 điều xấu xấu đây là không phải là xấu ác hoàn toàn đối với người nữ phải xấu nhưng mà là những điều mà làm cho người nữ không có được thoải mái như người nam thứ nhất đó là khi vừa lọt lòng nếu như mà mình là lọt lòng đó mình là con trai thì chắc chắn trong bà con thân thích cha mẹ vui hơn nhưng mà nó à sanh ra người con gái thì cảm thấy nó hơi hơi ngờ ngợ hơi buồn hơn đó là nó theo ngày xưa chứ còn ngày nay thì cái 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 y học nó phát triển nó tân tiến thì khi mà mang thai vài tháng đi khám là đã biết là cái thai nhi này là trai hay là gái rồi còn nếu nói như ngày xưa đó <laughs> ngày xưa thì thì đâu có đủ cái cái tân tiến đâu các vị phải hiểu chỗ đó cho nên khi mà sanh ra đó mới biết là con trai hay con gái Thế đó về, về mặt tục đế tôi cũng nói về mặt tục đế là nó cũng theo có thời gian phải không? Nó cũng có khi nó cũng quyển chuyển nó đổi thay theo thời gian. Cho nên như vậy mà ngày xưa hoàn toàn không biết mình mang thai là con trai hay con gái. Cho tới khi sinh ra mới biết. Hoặc là đoán, đoán thí dụ như người ta giỏi về mặt gì đó, người ta đoán à, à, năm nay có thể là hai cái tuổi này sinh ra con trai con gái. Nhưng mà cái đó nó cũng là đoán, dự đoán thôi nó cũng chưa hẳn là một trăm phần trăm rồi sau một thời gian tân tiến thì đoán là con trai hay con gái đạp mạnh hay đạp nhẹ trong bụng khi còn ở trong bụng hoặc là thế này hoặc hiện tượng kia là sanh ra con trai hoặc thế này hoặc hiện tượng khác là sanh ra con gái là cũng tiếp tục lần thứ hai nó hơi phát triển và tới lần cuối cùng bây giờ chúng ta thì nó đầy đủ cái 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 khoa học cái y học thì khi vài tháng mà người mẹ mang thai thì biết là con trai hay con gái Đó. nhưng thật chất thì từ ngàn xưa cho tới ngàn nay hễ sanh ra con trai thì dường như ai cũng vui hơn cái điều thứ hai là thường à, cha mẹ cứ nói rằng là ơi nó con gái nuôi nó cho giữ đi chăng nữa là sau này nó cũng làm dâu người nhà người nó làm vợ người ta nó đẻ con ra nó, nó cũng nói dòng nó giống cho người ta phải không các vị thường nghe tới ngày nay chúng ta vẫn còn nghe câu nói đó chứ không phải ngày xưa mới có mà ngày nay vẫn thường nghe nó ờ à, nữa nó cũng về làm dâu làm con người ta chứ bây giờ mình sanh mình nuôi nó lớn lên chứ nữa nó có chồng rồi nó cũng về bên chồng nó nó, nó <laughs> lửa hương cho bên chồng nó À, thành ra cái thứ ba là con gái thì thường có tính rụt rè nhút nhát cái gì thấy như thường hay nữ thì sao thấy con chuột cũng sợ à, thấy con sâu cũng sợ à, thấy cái gì cũng sợ, ví dụ như à, người nữ mà đi à, đá sợi dây tử nó con rách ha <laughs> là cũng sợ còn người đàn ông thì không có À, rồi bây giờ thì có thế giới thứ ba thì lại nó 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 lớn cận lẫn cận thì lại thì nó lại hơi giống nữ hơn còn ngược lại người nữ thì à, nếu mà thế giới thứ ba thì lại à, hơi giống nam hơn nó mạnh mẽ hơn nhưng mà cái này tôi không đụng với giới tính tôi không đụng tới cái vấn đề gì cả nhưng mà ý tôi chỉ nói rõ ràng rằng người nữ thì thường có tính rụt rè nhút nhát sợ sệt còn con trai thì ngược lại cái điều đó Thành ra thường thường mọi người con trai nào mà Cái gì cũng sợ thì tao nói Mày bộ con gái hả mày Mày tính nữ hả mày dân gian người vậy nên nói nói thôi chứ có nhiều người đàn ông mà vẫn sợ chuột, con chuột con thấy mồ chứ mà đàn ông men lì đàng hoàng nghe chứ không phải mà Do tính thứ ba có nhiều lúc đó, người ta sợ một cái gì đó tại vì ngay từ nhỏ người ta bị ám ảnh một điều gì đó cho nên tới lớn người ta vẫn sợ ví dụ vậy nó ví dụ như cái con rắn thường cái con rắn nó người đại đa số là người đàn ông cũng, cũng đâu phải ít người không sợ rắn đâu sợ vâng vâng à, nói đi thì cũng phải nói lại để tôi phân tích cho nó à, kỹ càng cho đại chúng nghe như vậy cái điều à, thứ tư á, là thường thường cái đám à, hôn nhân á, thì cha mẹ thường vì chuyện hôn nhân của con gái mà phải lo lắng nhiều hơn bởi vì lo lắng là Đàn trai qua rước dâu, đàn trai qua làm lễ vân vân. Còn thường thường nhà trai, sanh con trai thì không có lo lắng bằng. Con gái thì phải nào là của hồi môn, rồi phải làm lễ xuất giá theo chồng vân vân thì rõ ràng. Đó, cái, những cái này cho tới ngày nay vẫn có áp dụng. Chứ không nói lỗi thờ, nói lạc hậu được. Rồi thứ năm là con gái thì trước sau gì cũng sống xa cha mẹ bị rõ ràng, Hãy xuất giá thì tùng phu, đó. tại gia tùng phụ nhưng mà xuất giá tùng phu chứ ít bao giờ mà uh, có con gái mà bắt rễ đâu, rất hiếm. chuyện bắt rễ là chuyện khi nào người ta không có con trai hoặc là người ta có gia đình gia thế đất điền nhiều nhà cửa nhiều buộc lòng ta bắt rễ để mà giữ gìn uh, phụ giữ gìn chăm lo gia nghiệp chứ còn thường thì con gái là phải theo chồng à thứ sáu là còn người con gái thì sau khi kết hôn thì sao nể sợ chồng cái chỗ này để cho tôi chia sẻ với các vị đó các vị nên nhớ cái, cái, cái chuyện mà à, cái chuyện mà thọ mai ông thọ mai gia lễ đó thì um, <laughs> sở dĩ mà đưa ra cái lễ nghi ông thọ mai này ông, ông đặt nặng cái vấn đề trọng nam khinh nữ là tại vì ông chứng kiến một cái sự việc rất rõ ràng là à, bà con đó là ông có người con gái theo chồng cho nên ta thấy ta nói đi ngang trưa trưa nào xế xế nào cũng thấy người con gái của ông bắt chế cho chồng mà nó thương chồng nó lắm nó bắt được con chí cái nó bỏ vô miệng nó cắn hả ông thấy chúc mừng ông ông có đứa con gái uh, ngoan ngoãn gọi là xuất giá tòng phu như vậy đó thì ông này bữa đó ông cũng nghe nói vậy ông mới nóng lòng nóng lòng thương con mà mới đi qua thì thấy rõ ràng là nó đang ngồi bắt chí cho uh, cho chồng bắt được con chí nào thì uh, bỏ vô miệng mà cắn thì ông ấy nói, ông mới là bộ ông gãy gãy cái đầu mấy 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 năm nay cha cái đầu cha sao nó nó có chí ngứa quá con bữa nào con uh, rảnh rảnh con về con giúp cho bắt dùm cho cha mấy con chí thì con gượng gái là dạ thôi cha dạ để vài hôm con về thì um, ông này ông cũng thử con gái mà thì còn người con gái về bắt chí cho cha nhưng mà bắt được con trí nào thì lại sao à, để xuống cái miếng gạch đó lấy cái tay nhấn cái gì nhớ dưới quê xưa bắt chí không à, bắt được chí cái để hai ngón tay kẹp vô cái là bóp và bóp và bóp bóp thì là không để cái đắt gạch đó thế thì à, người con gái về bắt chí cho cha thì lại à, làm vậy cho nên ông ông cha mới đứng lên ông giận nó đúng ra là là người ta nói phải mà người ta nói mày với bắt ký cho chồng thì bỏ vô răng vô miệng mà cắn bắt ký cho cha thì vậy đó đúng ra là 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 là, kia bằng cái gì tự nhiên xin, xin lỗi các chị đang nói không có tính nói câu chuyện này đang nói rồi quên cái gì nè cái gì gọi là Ý, ý nội dung đó là con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài đó à, ý nội dung là nó là con gái là phản phiếu bên ngoài nó không có là tự nhiên đang nói nó quên ngang vậy các vị cái đầu tôi bây giờ có khi nó quên cái câu chuyện gì hay lắm câu gì nó là ý cũng nội dung cũng đó là à, nhất nam viết hữu và thập nữ viết vô á tự nhiên vậy đang đói quên ngang vậy đó hả cho nên ông cha ông đứng vậy ông nói một câu ông phán một câu ông nói đồ bất hiếu đó bắt chí cho chồng thì để vô miệng mà cắn rồi bắt chí cho cha thì 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 để vô tay dưới đất mà giết đó Nói cho nên phận gái thì sau khi kết hôn thì nể sợ chồng thận trọng từng ly từng tí đối với sự vui buồn của chồng chồng vui thì vợ vui mà chồng nóng thì vợ khép nép sợ hãi thì đây có cái rõ như vậy thôi nó còn nhiều lắm nhưng mà những cái này á ở ngoài mặt tục đế cho nên tôi không cần phân tích nhiều tôi phân tích ít thì các vị à nữ sanh ngoại tộc xin lỗi các vị đó có đạo hữu giác tôi đó nữ sanh ngoại tộc ông đứng về ông nói đồ này là nữ sanh ngoại tộc cảm ơn đạo hữu đồng huy lâm đó, nữ sinh ngoại tộc nó thành ra cho nên những cái này thì thiện tài xin thép nó thiệt với các vị là thiện tài chỉ phân tích những cái gì mà thiện tài nhớ nhớ thôi chứ còn các vị ở ngoài đời các vị còn còn nhiều cái hoàn cảnh các vị chứng kiến rõ thông hơn tôi nữa mà cho nên tôi thì thật chất thì 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 bây giờ thì thầy thiện tài cũng thưa thiệt là chẳng qua là học rồi chẳng qua là thấy được một vài khía cạnh nào đó thôi chứ về mặt tục đế thì tôi không bằng các vị đâu thậm chí mà nói thật ra là khi nói những cái điều này tôi còn phải học với các vị nhiều bởi vì ngoài đời thì các huynh đệ thấy nó muôn màu muôn vẻ hết nó có những cái hoàn cảnh bởi vậy nó hoài không có hết cũng như đức phật nó ở khổ kiếp khổ các vị nghĩ có nhiều người nó khổ khổ nhiều cái cảnh hoàn toàn là không có khổ nào giống với khổ nào gọi là muôn hình vãng trạng tôi thí dụ như sẵn đây có người người phật tử uh, tâm sự với tôi đây tôi cũng nói ví dụ như có người khổ nó trời sao con vợ con nó như như cục đất vậy đó thầy con làm gì làm nó không biết tính toán gì hết rồi, rồi ngược lại thì cũng có người nói thầy ơi con khổ lắm con vợ con gì mà nó nó hà khắc nó nó tính toán nó sổ sách từng đồng vậy đó thầy rồi có người thì nó trời ơi con vợ con thầy coi đó nó hà tiện hà tặng thậm chí con xin nó xin mà nó không cho mỗi đứa con nó cứ đeo con rồi có người thì nó thầy coi đó con vợ con đó, nó cứ nó, nó, nó có nhiều tiền làm ra mà con nó mẹ mẹ ngọt ngọt cái mẹ mẹ cái là nó móc tiền nó cho hết trơn rồi là thầy sẽ có cho nên đó là tôi nói đó là cái cái một việc thôi mà nó còn mua việc như vậy hà huống nó trăm việc trăm việc trăm sự ngàn sự ngàn việc muôn muôn trên cuộc đời này vậy mà nếu như cái cuộc trần gian này mà nó khổ giống nhau thì chắc đức phật không có nói khổ đế có gì nói vậy đó nếu khổ giống nhau thì phật không hề nói khổ đế rồi có người thì nói thưa thầy con 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 chứ nó có hiếu lắm rồi nó biết thương con có người thì nói nó không có hiếu có người thì nó nó làm bộ nó có hiếu, rồi có đứa con có hiếu, nhưng mà là cái tính tình nó ngay trực thẳng dân dân đủ thứ. Đó. Cho nên các huynh đệ nhìn cho cùng, suy cho tặng mình xét lại về mặt tục đế đó, là sự thật nó như vậy. Mà sự thật đó là sự thật tục đế, gọi là thế gian pháp. Còn bây giờ từ phải thấy cho rõ từ cái thế gian pháp đó mà đưa đến cái phần chân đế. Cho nên cái điều mà tôi nhiều khi ngồi ngẫm lại Các Phật tử biết không bây giờ tôi cũng nói thật à Có nhiều khi tôi cũng không có muốn Muốn muốn, muốn nói hoài nhưng mà nó 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 muôn muôn sự sự cho nên phải nói rồi cũng mong rằng nó giống như là nó bám nó dính tới đâu cái duyên người nào có thì nó được len lỏi vào để cho các vị nghe mà các vị tự có cái sự chuyển dời cái ý thức của mình chứ còn thật ra nếu mà mà ngao ngán mà chán trường thì chắc tôi không nói nữa đâu sở dĩ vì cái lý tưởng <laughs> sở dĩ vì cái trách nhiệm sở dĩ vì, dĩ vì đền ơn à, cho gọi là tam bảo cho quốc gia thủy thổ cho thầy tổ cho đàn việt cho nên phải nói dầu nói ra nó có thuận nó có nghịch nhưng mà phải nói nói bằng cái tất lòng của mình cho nên như vậy mà không bỏ cuộc chứ còn cuộc đời này các vị biết rằng nó có cái gì mà bền chắc ở đâu thí dụ ngày hôm nay các vị nghe bài pháp nào đó các vị thấy nó hợp với các vị nó cảm thấy nó 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 hợp với cái mình cái cái nghe của mình cái 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 cái, cái, cái vượt qua được của mình thì cảm thấy mình thấy nó vui cảm thấy khen nhưng một ngày nào đó à, gặp thầy bữa nào đó sao ông nói xong nó trúng ngay cái bệnh của mình cái mình tự động mình mình uh, hoặc là bản ngã hoặc là uh, tự ái hoặc là uh, cái gì đó nó nhiều cái hoặc lắm nhưng hoặc là sai lầm mà sai lầm gì cái này sai lầm gì kia cái này thôi ông thầy đó ông giảng ông, ông giảng pháp không giảng mà cứ ông nói mốc méo này kia nọ tới đời này nó nhiều thứ lắm. mà nếu mà mình chấp nhận mình chạy theo nhiều thứ đó đó thì mình không có chịu nổi đâu mình không có vượt qua nổi đâu thành ra khi nói pháp á à, mình làm sao mà mình cố gắng giống như ví dụ như tại sao tôi hay nhắm mắt như vậy Và có nhiều khi tôi không có coi comment không có coi góp ý tại vì góp ý cái đó bị động biết không nếu mà góp ý mà các vị góp ý mà thuận theo tôi thì tôi lại vui mà lỡ có lời góp ý nào đó mà nghịch ý với mình cái là mình lại bị động vân vân cho nên như vậy tôi cũng cũng nói thành thành thật vậy đó nhưng mà điều có cái thì bây giờ nó đỡ lắm rồi quý vị à tôi tự kiểm tra tôi giờ nó đỡ dữ lắm rồi chứ không có còn quá ư là nóng nảy như những cái năm tháng trước đâu bởi vì nước nó chảy như tôi nó nó chảy gần ra tới biển rồi chứ không giống ra tới biển nên có khi nó là nhẹ nhàng nó nhẹ nhàng tôi bây giờ nhẹ nhàng nhiều mặt lắm có những cái chuyện như tôi đã nói đó à, thị phi nhân ngã theo lẽ tôi rớ vô để thị phi chơi mà tôi không rớ tại vì nó nó qua cái tủ đó rồi giống như là bây giờ nó cái tuổi trẻ con thì nó bồng bột tuổi còn trẻ thì nó vội vã bây giờ cái giờ cái gì nó cũng từ 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 từ. tuy nhiên thì cái tâm mình nó chưa phải là bậc thánh cho nên nãy hốt giác như hốt mê cánh tự truyền như tự phượt có khi à, giác là có khi mê có khi à, trói buộc mà có khi tháo gỡ được thì à, cuối cùng rồi á, thì cái chuyện mà tháo gỡ hay trói buộc là do mình hết đó, các do mình mình có ý thức hay không chứ còn bây giờ các vị trói thì thầy mở cũng không được mà các vị tháo ra rồi thì thầy trói lại cũng không được cho nên vị thầy tu hay kể cả vị tổ sư hay nó rộng ra vị Bồ Tát, nó cao thượng hơn là Đức Như Lai Thế Tôn cũng chỉ là cái người trợ duyên giúp cho các vị uh, cái cách mà các vị tháo mở mà quan trọng có gì có tháo mở hay không. Nếu có những lần tôi cuộc cái giọng rồi tôi thì nặng cho nên tôi nằm nó trì xuống nó gút nặng quá mở không ra mở lâu ra mở khó mở nhưng mà quan trọng mình có kiên nhẫn để mình mở hay không chứ còn nếu thí dụ như mà không được nữa rồi cứ la lối chạy kêu này chạy kêu người kia thì nếu mà cái người có có cái 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 cũng như mình vậy thôi à cũng như mình vậy hả à? nếu mà người ta người ta nhẹ nhàng người ta bình tĩnh người ta từ từ người ta tháo còn không thì cũng người ta cũng cắt dục thôi mình cũng vậy cho nên cái điều mà mình muốn nó còn nguyên vẹn hay là không nguyên vẹn là do mình biết cách tháo mở hay không? hay ra người tu chúng ta cũng vậy, tâm của mỗi hành giả chúng ta đều là cái tâm như lai, cái tâm chân thật hết á, nó không có sao động, nó không có trói buộc mà do gì mình ham hố, uh, mắc thì mình đấm sắc tay thì mình đấm thích âm thanh mũi thì mình thích hương lưỡi thì mình thích vị thân thì mình thích xúc chạm vân vân từ đó đó mà mình tự mình trói mình không ai trói mình tự mình trói mình cho nên cái ngục tù của nhân thế đó, thì khi có tội có tình thì nhà chức trách họ lấy còng họ còng họ trói mình còn cái ngục tù mà trong tâm thức của chúng ta sự đau khổ của chúng ta thì chỉ có ta làm quan tòa tối trối ta mà thôi vì vậy mà đối với bồ tát địa tạng thì nơi nào chốn nào cũng có ổng hết trơn <laughs> vì vậy mà ở địa ngục thì cũng có ngài địa tạng mà lên thiên đường thì cũng có ngài địa tạng đó rõ ràng vô đầu bài kinh địa tạng đó hỏi là địa tạng bồ tát đến thiên đường đó Địa tạng Bồ Tát đến thiên đường Chư Phật ba đời đồng khen chuộng Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng đó Rồi 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 Xưa nay thì nó địa tạng ở địa ngục Chỉ một tâm địa thôi Mà tâm địa này mà cởi mở Mà nhìn thấy cái tâm địa của mình Thì mình mình không có hẹp hồi Không ích kỷ Không ghiêm gút Không khó khăn Không trù dập không tham vọng, không luyến ái, không suy mê thì lúc đó tâm địa này đến thiên đường. Còn nếu tâm địa này mà hẹp hòi, mà ích kỷ, mà nhỏ nhe, mà ganh tị, mà đấu đá, mà hơn thua, mà xấu xa, bị ổi thì cái tâm địa này nó trầm luân trong địa ngục. Đó. chúng ta học học kinh học rõ như vậy. Thật sự tôi đem hết cả cái cái sự hiểu biết khiêm tốn của tôi mà tôi phân tích rõ và tôi nhắc đi Nhắc lại rõ ràng như vậy cho các vị Các vị nên nhớ rằng có nhiều khi Có những cái nỗi đau mà người ta gọi là Đau chân phải há miệng Tôi không hề Mà dám xúc chạm Đến à, Kinh, đến tổ sư đâu Nhưng mà có nhiều cái Nhiều cái 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 quyển sách, quyển kinh đó, Do các bậc tiền bối viết đó, Rồi mình đọc mình thấy nó đau Nó xót lắm, rồi gọi đau chân há miệng Vậy thôi cho nên các nguyên đệ nhớ đó Thành ra thật sự Cái kinh điển thật của Đạo Phật đó, Bây giờ nó không còn bao nhiêu phần trăm hết trơn Toàn là vẽ vời thêm thắt ở trong đó mà nếu như gặp một ông thầy giảng sư mà có học Phật căn bản đó Thì giảng còn biết lội ra, biết phân định ra coi cái nào là tránh Cái nào là thêm, cái nào là bớt, cái nào là vai mượn cái nào là uh, nói cái ý của mình trong đó còn gặp mấy ông giảng sư mà gặp mà gọi là ham chức ham quyền ham cấp bằng ham học vị ham danh lợi đó thì hỏi các vị người ta đâu có dạy ta đụng chạm làm gì ta đâu có dạy ta đụng chạm thứ nhất nếu như đụng chạm vào thì nó nhỏ mà hổn thứ hai đấy học được bao nhiêu bài đặt đó, nói cái này trúng cái kia sai cái thứ ba là À, phật tử nghe đâu vậy tội <laughs> sở dĩ trên đời này nó có cái chữ tội đó mà nó nó hành hạ con người không biết bao nhiêu việc hả cái gì cũng tội à thôi, thôi 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 đừng có đụng tới kinh kệ thấy sao để vậy ai biết sao nói vậy đừng có đụng tới tội à <laughs> cứ cái chữ tội đó mà nó thành hành tội thôi cho nên vậy mà tổ sư quyền giác ông khẳng định đó vô tội phước vô tổn ích không không có tội là gì không có phước là gì đó cái câu tiếp theo là cái gì tôi quên rồi vô tội phước vô tội ích là gì đó thành ra à, cái câu này hay lắm à. à rồi tự nhiên à, vô tội phước vô tội ích. để cho tôi cái 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 còn lưu lại đây không à, cái trong trong của tu à, tịch diệt tánh trung Mạc phấn mịch tỷ lai trần kính vị tần ma kim nhật thân minh tu phổ tích à. vô tội phước vô tổng ích đó là cái 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 rất rõ ràng ngài ngày quyền giác thiền sư nói đó à, tội là chi phước là chi ngày, ngày từ thông dịch là tội là chi phước là chi đa mang chi hai cái gánh nó nặng như chì ai bắt tội ai là người chịu tội thiện là chi ác cũng lẽ là chi sợ làm chi hai cái danh tự nó vô nghì sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy bởi vì cái tỷ lai tặng tỷ lai trần kính vị tàn ma tỷ lai trần kính là cái gương lòng của ta đó. đó gương lòng của ta sáng xưa nay vị tàng ma là nó là vậy thôi à gương lòng sáng xưa nay nên dẫn vẫn vậy cho nên mấy hòa thượng mới dịch là gương lòng sáng xưa nay ta ta vốn có mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chớ quan tâm à, kim nhật phân minh tu phẫu ích có nghĩa là kim nhật phân minh là ngày hôm nay phân minh là ngày hôm nay ta phân cho nó sáng sôi ra à, để gọi là ta tu đó cho nên nó ngày hôm nay ta có cơ hội lau chùi soi sáng thấy phước và tội không ai ban mà cũng không ai phạt Đấy, các vị phải rõ vậy vô tội phước vô tội chứ không còn, còn mình không khéo cái cái gì cũng tội hết trơn gì thôi tội à đừng nói tội à <laughs> cái 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 đó mà nó giết chết con người thậm chí nó trở thành uh, gọi là đành tội là cái gì phước là cái gì cho nên tội là cái gì tội phước là cái gì phước cái gì mà nó làm cho con người tổn giảm hại mình hại người hiện tại cũng như vị lai thì nó tội chứ đâu phải mở miệng ra nói cái tội đâu trời ơi, các vị ơi trên đời này có người nào mà mở miệng ra nói tội 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 thì có người đó có khi làm tội tài trời tôi nói các vị thử đúng không cái người mà mở miệng ra hở cái đó sao tội à tội mà làm tài trời che giấu tài trời còn có nhiều khi con người á người ta không có hề nói tội nói phước gì á, mà người ta không bao giờ con dám con kiến cắn ta không dám giết con mũi cắn ta không dám đập đây là tôi nói đây các vị đó là đạo đức giả nữa ý là tôi nói người ta không nói tội không nói phước mà người ta sợ tội sợ phước còn có người mở miệng cái gì cũng tội mà làm tội tai trời Bác vị biết đừng có tưởng cho nên trên đời này nó muốn màu muôn vẽ hết á sẵn đây tôi cũng cảm ơn phật tử ở huế tôi xin giấu tên đang nghe Pháp là à, tôi nhận được cái quà của cô gửi qua cho một phật tử mới vừa gửi qua cho tôi à, qua được tới cali và à, các vị đó chuẩn bị là đem quà qua cho tôi là về tim sen nè hạt sen kẹo kẹo quế đó cảm ơn cô nha đây là tôi rất là quan hỷ anh mình nhớ tới đâu nó tới đó vậy chứ không phải là 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 gì miếng ăn mà về giờ giảng mà đi nói tại vì tôi các vị biết nó nó lô bu nhiều lắm nhưng mấy ngày nay á nó bắt đầu nó lạnh vô mà cũng phải ráng lo cái canh tác cái vườn bởi vì phải hái vô để dành những cái gì mà mình còn ăn được á, thì hái vô kệ để đó để mà mơ mốt có ăn trên đời này người ta nó cần kiệm liêm chính chứ mà bây giờ ô sao tới đâu tính đến đó cũng không được mình đang sống về mặt tục đế về chân đế thì nó khác còn bây giờ đang sống về mặt tục đế hàng ngày mình còn ăn còn mặc thì bây giờ mình cũng phải gói gọn ví dụ như những cái lá quế À, bây giờ nó còn xanh xanh thôi thì mình hái vô mình bỏ vô mình rửa sạch sẽ mình bỏ vô cái túi mũ đi lông cái mình bỏ vô đá cái tới mùa mùa lạnh không có rủi mình nấu nồi canh chua thì mình cũng lấy ra ra mình bỏ vô nó cũng thơm thơm à, rồi như giờ mấy trái ớt nó sắp sửa nó nó, nó 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 nó, lạnh nó chết nó, nó nó đông đá thì bây giờ mình hái trước đi còn tới chừng nó đông đá là nó đông ngoài trời thì nó lại nó thúi mình thấy trước mình bỏ vô đá mình có ai tới cần trái ớt thì lấy ra cũng có dặm miếng nước xì dầu mà ăn đó là tôi nói về mặt tục đế có nghĩa còn về mặt chân đế thì nó lại khác về mặt tục đế đó là sự đạt hiện tượng trước mắt tức thời và giải quyết theo cái dòng tục đế các vị nhớ tôi nhắc trả lại khi nào giảng về tục đế khi nào giảng về chân đế rồi cái giảng này cũng vậy thì giống như tôi bây giờ tôi tập đi giảng từ năm 96 tới bây giờ tôi tới bây giờ tôi vẫn gọi là tập thôi. Chứ tôi không dám cho là mình là là giàu rằng tôi cũng có hơi chút tự hào là trên tôi cũng nói là có có hồi trước mấy năm tôi cũng có những cái bài viết tôi đã là pháp sư bất dị Nói vậy pháp sư là ông thầy nói pháp thôi Chứ tôi không nghĩ rằng là mình là chủ các pháp nha Nhưng mà ông thầy nói pháp Nói pháp chân thật Để có một cái chút tự hào về Về cái sự chân thật Nói cái giáo lý chân thật của đạo Phật Chứ còn không bao giờ dám nói rằng tôi làm chủ được các pháp Làm chủ sao được Con mắt tôi thấy đẹp tôi vẫn còn nhìn Lỗ tai tôi nghe âm thanh khen tôi vẫn còn thích Lỗ mũi tôi nghe mùi thơm tôi vẫn còn dễ chịu Nghe mùi thuốc tôi còn mửa tới mửa lui Thì làm sao tôi làm chủ các pháp được Mà tôi tự hào là pháp sư Chẳng qua cái chữ pháp sư này Đối với tôi nó rất là nhẹ nhàng Nhưng mà tới bây giờ tôi vẫn gọi là tôi tập giảng Cái người mà mà không gần gũi Không có nghe pháp tôi lâu dài Tôi phải phân tích đó, Thì tưởng đâu là cống cao ngã mạng Chứ còn thật ra đối với tôi Luôn luôn lúc nào tôi cũng khiêm hạ tự lòng tôi nhắc tôi như vậy đó bởi vì mình đâu có cái gì mà xứng đáng mà cao cả gì đâu mình chỉ là cái người ôn lại nói lại những cái gì mình được học và bây giờ thì à, nghề đó dạy nghề năm tháng nó qua mau thành ra cho nên nó thêm được cái là những cái trải nghiệm trên đường ờ à, trên bước đường đi tới của tôi nữa thôi chút xíu vậy thôi thay vì hồi xưa mình mình nói pháp bằng cái học giả bây giờ mình có chút trải nghiệm thì có chút gọi là hành giả mà thật sự thật sự pháp nhà phật á thì gọi là hành chứ không phải là học có nhiều người học rất cao học ra tiến sĩ học ra sĩ sĩ đủ hết trơn á nhưng mà không có hành mà Pháp nhà Phật là ứng dụng Nói ra để ứng dụng chứ không phải nói ra để học giả Cho nên nhiều vị nói rất hay nhưng mà không có hành Còn tôi thì tôi tôi học có khiêm tốn chứ không nói dốt được Tôi thì không thể nói dốt rồi Nhưng mà học có giới hạn, học khiêm tốn, học có chừng mực Cho nên bây giờ những năm tháng gần đây nhờ nó trải qua bao nhiêu cái thăng trầm rồi đó bây giờ tôi nói những cái gì gọi là hành cái gì mà tôi có sai lầm thì tôi cũng nói ra cũng là hành mà tôi cái gì tôi thăng tiến được thì tôi nói ra cũng là hành cho nên giáo lý nhà phật nói ra để cho tín đồ nhà phật là hành giả chứ không phải học giả cái tiếp theo bây giờ nói tiếp theo để nói hồi ngoài lề này tôi mà nói hồi cái là tôi tôi đi nó xa dặn dặm <laughs> sao mà lời lẽ đâu mà nói hoài vậy tôi không biết làm giống như khi tôi nghĩ lại cái gì mà sao tôi nói hoài không hết chuyện à, trước khi giảng tôi cũng định nói bao nhiêu chuyện gì đó thật ra cũng cũng nói mà nói là nói hay nhưng mà có khi nói không khéo cái người ta tưởng đâu người ta nói nói tôi nổ hay tôi tôi nói mình không phải đâu các chị à thật sự không có nổ gì đâu đời này thật ra mình hiểu các pháp nó có cái gì nở mãi cùng mình đâu mà nổ ừ. thành ra các huynh đệ nhớ như vậy đó tất cả tôi làm tôi đều có cái ý gì đó cái cái muốn nó muốn 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 thể hiện một sự biết ơn hay tri ơn hay là chia sẻ cái gì đó chứ không có cái gì mà tự nhiên mà tôi nổ hay là tôi 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 tự hào hết á các vị đều có một cái ý gì đó cho nên mấy em nó làm youtube nó cũng hiểu được tôi một phần Nó có những cái con muốn bỏ bớt nhưng mà thấy thầy quay vậy là con hiểu thầy cũng có cái ý gì đó đúng vậy mà có nhiều khi tôi nó không nên bỏ gì hết trơn á nếu mà tôi có nói mà quá lời cũng để nguyên vậy đi rồi tôi nghe lại rồi tôi tự sửa à, chứ còn à, mà mà tôi nói mà mà gọi là uh, phải phải gắt hết những cái lời nói dở nói nói chày, để những cái lời uh, văn hoa những lời uh, hoa uh, gọi là ái ngữ không cũng không được không cần thiết phải để cho con người thật của tôi nó sống thật vậy đi rồi ai hiểu mình cảm thông được thì thương mình bị thương phải hiểu còn ai không hiểu mà trách ở uh, ông thầy tu gì mà không nói lời tục tầng nói lời khó nghe, uh, thầy tu mà nói lời như trần tục cũng được, không sao hết. Đó. Không sao bây giờ đã nói với tu thì mấy cái chuyện đó không sao hết trơn. Không sao. <laughs> Bởi vì uh, nếu mà người 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 tỉnh thì đâu cần sao trăng gì. Bởi vì uh, gọi là vần thái dương không lặng mà. <laughs> mặt trời đâu có lặng đâu mà cần sao với trăng, Sợi gì đêm đen mù mịt người ta mới cần sao trăng. chứ còn mà có người mà thấy được một phần nào giáo pháp rồi thì nhìn thấy thế gian này là trò chơi hết mà, Đấy. thì buồn thì cũng than thở chơi, chứ là mình đâu phải bậc thánh hiền rồi rồi đau quá thì cũng nói rồi sao bữa nay nó đau nhất quá chơi <laughs> Bây giờ tôi nói vậy tôi hỏi các chị giờ bữa nay nè thật lòng mà nói cái cánh tay tôi không biết làm sao nha đi làm thì nó quên đau mà ở nhà thì nó đau trở lại tôi không biết cho kỳ nó đau nó đau ở ngày hôm qua đi giật mấy bụi xảo nó đau nè đó thì bây giờ đau quá thì làm bộ mà biết giống nhẽo với ai người ta có 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 ý trung nhân người ta có ý trung nhân người ta tâm sự với ý trung nhân của người ta còn tôi đâu có ai đâu thì tôi mượn một buổi giảng này nè tôi coi hết mọi người là ý trung nhân của tôi thì tôi than tôi nói trời bữa nay thầy đau quá các vị nói vậy giống như nhõng nhẽo vậy mà chứ còn tôi than vậy thì quý vị có làm gì được đâu nhưng mà chẳng qua cảm thông cái người mà không than á tại vì người ta có ý trung nhân người ta tôi có cái người riêng còn tôi thì không có người riêng cho nên tôi có người chung vậy nè. Cho nên tôi than cho tôi đỡ. Cho nó, nó có một chút ăn uh, uh, an ủi. <laughs> các vị thông cảm cho tôi nha. Đây là trong nhà nói thiệt nha. À? than nó an ủi chứ giờ có thang ngàn dạng lần các vị cũng thể nào mà có cái cơ hội gì mà úm ba la úm ba la ba la để cho cái cái luồng khí nào đó nó cho tôi hết đau không có đâu không có đâu đó. à có phật tử nói gì Bạch thầy à, có thể không được cái giờ tôi giảng thì không không giải đáp thắc mắc à, hôm trước tôi có soạn cái chương trình ngày thứ hai mà không ai hỏi gì rồi sau tôi nghĩ còn các gì mà các vị nghe các vị mà mới nghe tôi giảng ấy, cũng chớ có vội và thắc mắc tại vì bây giờ nó đủ hết rồi những gì tôi hiểu biết dường như là bao nhiêu năm tôi nói nó không có thiếu gì hết trơn á các vị cứ từ từ các vị nghe không có gì dội dã có những cái các vị à, hồi trước tôi nói vậy rồi rồi bây giờ khi các vị hỏi rồi tôi trả lời các vị tưởng đâu nó mâu thuẫn cho nên có những cái không đáng trả lời thì tôi cũng không có trả lời từ hồi đầu tới đuôi tôi giải thích nó đều là một một thứ chứ không có sai khác chỉ có cái văn tự thì có khi nó tùy theo cái thời gian nó sai khác văn tự nhưng mà về ngữ ý nghĩa thì không sai khác cho nên những gì tôi đã nói tôi nói hết rồi thí dụ như bây giờ các vị muốn nghe gì đó nghe liễu nghĩa thì vô nghe bộ kinh duy Ma cật bộ kinh thắng mang muốn nghe pháp hoa thì vô nghe bộ kinh pháp hoa rồi muốn nghe di đà thì vô nghe bộ kinh di đà rồi muốn nghe Phật pháp Phật Phật pháp đại cương thì có 77 uh, bài giảng Phật pháp đại cương muốn nghe bác đại nhân giác thì có bác đại nhân giác uh, muốn nghe nó nhiều lắm tôi thấy bây giờ mấy huynh đệ làm youtube đó, họ môi ra những cái năm tôi giảng họ đăng lại rất là nhiều thưa quý vị đăng lại rất là nhiều thành ra bây giờ nó không có thiếu gì á các vị họ không có thắc mắc gì hết á tất cả các pháp đều là chân thật mà tại vì mình mình không rõ cho nên theo theo dòng vô minh vì thế mà trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc vậy thôi <laughs> cho nên tôi không có hẹp lượng nha không có hẹp lượng mà các vị cảm thông cho tôi bởi vì nhiều khi thí dụ như hồi xưa tôi giải thích một cái đề tài nào đó thì nó có hơi lòng vòng bây giờ thì tại vì nghề nó dạy nghề thì tôi quýnh gọn lại rồi nhiều khi nghe tưởng đâu nó có cái cái sai khác chứ không có chẳng qua nó cô động lại còn nếu các vị mà kẹt lắm á có thắc mắc thì xin gửi vào hộp thư đi gửi vào messenger nếu trả lời được thì tôi trả lời sớm còn nếu cái giờ thời gian không có hoặc là tôi còn ngần ngại điều gì đó thì tôi không có trả lời nhưng mà xin nhắc trở lại các huynh đệ đặt câu hỏi thắc mắc gì thì không được viết dài vì con mắt của tôi nó không có đọc được dài dài nó mỏi mắt lắm à, cũng như tôi thường nói là nghe cũng vậy tôi cũng không có nghe dài nữa à, kẹt lắm mà tôi ráng nghe để cho các vị vui chứ thật sự á, lòng tôi nó không có được vui bởi vì cái lỗ tai này mai là bây giờ con mắt tôi thì nó mờ nhưng mà lỗ tai nó còn thính mà nếu mà cứ mà cầm cái cái telephone mà cứ nghe suốt về hoài là điếc luôn cho nên tất cả tôi nghe điện thoại tôi đều bấm cái cái gọi là cái tiếng ở bên ngoài mà cái bấm tiếng bên ngoài mà cầm hoàng về nói hoàng vậy vừa nó mổ tay mà vừa nó thành ra các vị cảm thông tất cả những gì tôi nói tôi đã nói hết rồi nói hết bao nhiêu trong bài giảng rồi thành ra tâm tư tình cảm lý tưởng nguyện vọng thiết tha xấu xa thương ghét gì tôi nói hết trong đó về tôi cũng như về về Phật pháp rồi thành ra các vị giờ này nếu các vị nào có duyên đến với tôi muộn thì cũng không muộn các vị chịu khó nghe lại nghe đi nghe lại à bây giờ trở lại tiếp còn mấy cái điều của người nữ nữa thứ thứ bảy là từ khi thay nghén cho lúc sinh nở co sinh nở còn rất nhiều khó khăn trắc trở người con gái thì cảm thấy rất lo hâu và sợ hãi đó là nói về sinh đẻ đàn ông như chúng tôi thì đâu có vụ sinh đẻ còn các vị là con gái là phụ nữ thì phải sinh đẻ mà các vị thấy không đàn ông là người chồng nó chứ có lo cỡ gì đi chăng nữa Nhưng mà đâu có mang thai đâu mà biết cái lo của người vợ, người mẹ Các vị là người mẹ, người vợ, người mẹ, người vợ Khi mang con thai con mình các vị thấy lo nghĩ đủ thứ Cho nên vì vậy mà từ khi thai nghén cái lúc sinh nở Còn rất nhiều khó khăn trắc trở Người con gái thì cảm thấy lo âu Khi mang thai đã lo rồi Giờ tôi thấy đây là tôi kinh nghiệm Tôi kinh nghiệm thôi kinh nghiệm là là thấy mẹ tôi à, hay là thấy những người phật tử mà đến với tôi mà lúc mang thai đó là đến bắt đầu nói sao trời con 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 cầu cho con sanh ra được mẹ tròn con vuông thầy cho con luôn lúc nào ở con 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 biết khi mà con mang thai con gái rồi thí dụ vậy con lúc nào con cũng nhìn hình tượng Bồ Tát Quan Âm nhìn hình tượng của các vị chư Phật cũng như nhìn hình tượng của các người nghệ sĩ nữ nghệ sĩ thiệt là đẹp để con sanh ra cho con con nó được đẹp thầy nó thông minh thầy rồi đã lớn lên con mong cho nó làm cái này cái nọ con ước ao con ráng làm lành để cho con con nó sau này đã được lớn lên có chồng được chồng thương được bên chồng thương đủ thứ người mẹ lo khi mang thai đã lo cho con một cuộc đời đó là con gái còn con trai cũng vậy con mong con sanh ra nó con trai nhờ đức mẹ mong cho con con sau này nó nên người nó được là người tốt của xã hội nó được lành lặn nó được là có gia đình giàu có nó rồi nó thế này thế kia nó ăn trên ngồi trước nó vân vân cho nên các vị thấy vừa mang thai đã nghĩ một cuộc đời cho con mình rồi cho nên vì vậy mà tại sao Đức Phật luôn luôn đề cao, nhắc nhở bọn phận con cái là phải có hiếu với cha mẹ. Con cái mà bất hiếu với cha mẹ thì không có tội nào không dám làm. Cho nên các vị thấy, cho nên nói để sự cảm thông là như vậy. Người phụ nữ trăm lo ngàn ngàn sợ. Anh ra mấy cái câu là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình là vậy. Thứ tám là khi người con gái phạm lỗi lầm thì mọi người đều trách móc cha mẹ rằng họ đã sinh ra một đứa con gái hư hỏng cho nên con gái nết na đức hạnh thì không nói làm gì mà ăn ở vụng về thì cha mẹ bị mang tiếng xấu. Đây là các vị bị nghe rất là nhiều rồi. Dù sao ở ngày nay là bình đẳng đó, nhưng mà các vị thấy lâu lâu vẫn có những cái gia đình gia đình ta nguyền rủa ồ oh, nó giống mẹ nó giống gái mẹ nó tất cả người thấy không thế cho nên thật sự ra bởi mình nói ra rồi mới mình mới thấy thương 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 cảm thương cảm hãy mà à, bên chồng yêu thương thì không nói gì mà hả ghét thì nó nó giống cái mẹ nó hồi đó cha mẹ nó biết dạy để giờ nó về đây nó làm dâu cho nên nó nó mất dạy vậy cho nên là bị mang tiếng thứ chín là người con gái thường bị chồng quản chế không cho phép làm việc này việc nọ có rất nhiều phép tắc hạn chế mà người vợ phải tuân theo bằng không nếu không phục tùng thì sẽ bị chồng bỏ buộc phải ly hôn buộc nhiều cái lắm thôi những cái này tôi cũng xin lướt qua nghe rồi cái cái điều thứ 10 cuối cùng đó, là đến khi già thì người nữ bị con cái cháu chắc nó thường hay xem thường lắm nó già rồi không chết cho rồi sống chi hoài nói đây mình mới mình mới có những cái sự cảm thương ngày nay thì nó đỡ hơn một chút nhưng mà nó vẫn còn những cái hoàn cảnh nghịch cảnh như vậy chứ không phải xã hội lúc nào cũng tốt hết cho nên người nữ có rất nhiều sự phiền tối phức tạp đó là những những gì gọi là thập ác của thân nữ Ngoài ra còn 20 điều nữa Nhưng mà không thể nói hết được Cho nên trở về phần kinh văn Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bảo với Bồ Tát Phổ Quảng rằng Nếu có người nữ nào Vì thấy thân nữ không thanh tịnh Mà sanh lòng Nhàm chán Không thích thân nữ nữa thì người nữ đó phải hết lòng cúng dường tượng vẽ Bồ Tát Địa Tạng thưa các vị vẽ ăn chi cho nhiều cúng chi cho nhiều để đâu nhưng vậy là cúng dường tượng vẽ là cái gì đó, ở chỗ này để muốn nhắc nhở lại cái 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 câu là tâm tâm là chàng họa sĩ đó tâm tâm như chàng họa sĩ vẽ ngũ ấm thế gian đó đó chứ không phải là vẽ là đi làm tượng uh, cho uh, cho nhiều đau ngang làm tượng cho nhiều uh, cho nên uh, trong kinh pháp cú nó là tâm như chàng tâm khó thấy tâm theo dục vọng quay cuồng người trí phải phòng hộ tâm tâm uh, phải 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 giữ gìn đó vì vậy, vậy mà tâm như chàng họa sĩ vẽ cái thế giới muôn màu cảnh hữu ấm thế gian không pháp nào chẳng tạo vì vậy nó tâm là nguồn ác và tâm cũng là nguồn thiện thiện hay ác cũng chỉ một niệm của chúng ta mà thôi đó là tâm đó. cho nên cái cái bài mà trong kinh hoa nghiêm nói rất rõ đó, hay là trong kinh pháp cú nói rất rõ đó là là tâm tâm như chàng họa sĩ vẽ ngũ ấm thế gian các vị nhớ đó là trong kinh quan Nghiêm nói rõ cái chữ chữ tâm là hay lắm. Tâm là là họa sĩ vẽ ra cái ngũ ấm thế gian. Thiện ác đều do tâm hết. Cho nên bây giờ cái người nữ mà nếu nhàm chán thân người nữ đó thì phải vẽ địa tạng, vẽ địa tạng. <laughs> Hoa địa tạng thì quả địa tạng là sao? là khắc quả cái tâm địa của mình. Mà tâm địa của mình thì hình ảnh ông địa tạng sao? Hình ảnh ông địa tạng nó biểu trưng cho xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. này hay quá. Bao giờ tôi không biết tôi dùng ngôn từ nào tôi phân tích cho các vị nghe để để rõ đây. tôi không tích cái nào để cho các vị nghe rõ đây ha tâm vẽ địa tạng hoa địa tạng đúc địa tạng <laughs> cho nên đừng có hiểu làm đừng có hiểu làm rồi đi thỉnh từ địa tạng để đóng đông, 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 đông đó vậy là hết thân người nữ không có các vị giàu có bán hết ruộng bán hết nhà bán hết của cải tài sản đi đúc tượng địa tạng để để đóng đóng đi nữa mà tâm các vị không có thay đổi mà tâm vẫn hẹp hòi vẫn ích kỷ thì vẫn là thân nữ kiểu như bà tám thì vẫn là bà tám à <laughs> cái người mà nhiều chuyện mà giờ có vẻ trăm ngàn tượng địa tạng à, nói đây nó đụng nè nói đây nó đụng nè à, tôi thấy tôi thấy tội nghiệp hết đáng thương hết sức à mà thương đây là không biết là thương hại hay thương thiệt thấy à, ở nước ngoài nha, chứ Việt Nam thì không biết có nhắc tới không có hai mẹ con đi qua bên châu Âu rồi mấy người mẹ đó mấy 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 phát tâm chặt ngón tay rồi mới lấy mới mới lấy cái xương uh, mài ra thành cái cái ngòi bút rồi mới chích lấy máu rồi lấy cái ngòi bút đó rồi tả kinh rồi hai mẹ con làm điều đó đó rồi đem đội kinh vô chùa cúng dường cho mấy thầy rồi nó quý biết ngần nào quá chị nhưng mà tôi hỏi các vị nó được cái gì tôi tôi xin lỗi hai mẹ con cô á thật sự ra cái đây là cái tấm lòng tôi không thể làm được cũng như nhiều người không thể làm được, không thể mà dám mà chặt ngón tay rồi lấy mài ra làm cái 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 bốt thật sự ra trong kinh phật có nói điều đó nhưng mà phật nói điều đó không phải là là biểu mình làm vậy phật không có phật nào mà ác mà biểu con người đang lành lặn người đi chặt ngón tay bao giờ sợ dĩ đó sợ dĩ ý nó tai đó là tại vì năm năm ngón tay này nè nó 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 thủ nó giữ nó ích kỷ nó bảo thủ nó nhiều quá cho nên chặt bớt cái chặt là chặt cái tư tưởng nó chứ không có biểu đi chặt ngón tay trời ơi các vị đọc kinh rồi nghe nghe mấy vị mà xưng tán nó không đúng chỗ rồi các vị trời tôi thương hết sức thương thương vô cùng thương vậy đó rồi thí dụ như bây giờ các vị chặt ngón tay rồi các vị mài thành ngòi bút rồi các vị lấy máu các vị vẽ vô kinh rồi các vị đem vô chùa thờ tôi nói thiệt đem cho tôi tôi không biết chắc ở đâu nó được cái gì bây giờ ngày nay á người ta in kinh á tới mức độ mà chữ nghĩa kinh giấy Rồi trời ơi tôi thấy trên chỗ chỗ ông giáp nhàn đó tới mức độ mà ông, làm quyển kinh mà ông mạ vàng ở trong mà rồi rồi, rồi. mã vàng là sợ trộm nó lấy cho nên rồi rồi phải uh, phải phải đóng cái cái hộp để vô để cho thể hiện cho người ta tôn trọng đây là cái gánh của của gò công á gánh gò công tôi biết cái gia đình này bởi vì biết nhiều quá nó khổ cái gánh mà cúng cái quyển kinh này là gánh gò công tôi biết cái gánh này ngày xưa đó là cái bà mà chủ trương này đó là bà là học trò đệ tử ngoan của một vị hòa thượng mà mà tôi nương tự đó khi mà động thổ các cái chùa đó đó cái ngày động thổ á không có bao nhiêu phật tử hết trơn á có mình bả từ gò công bả lên bả dám lúc mà đưa động thổ đó hình con một tỷ trời mà các chị biết một tỷ rồi đó nó nhiều lắm nha tôi nghe nói một tỷ là tôi rung rồi đó người ta ở quê mạng tỷ đó bà này ngày xưa bà đi vượt biên đi vượt biên rồi cho nên là cuối cùng rồi bị bắt bị bắt là lúc đó quảng hồn vàng, vàng bao nhiêu liền xuống 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 biển hết bởi vì bắt rồi mà nhiều thì bị ở tù lâu thời thời nói vậy là các gì đủ hiểu rồi cuối cùng hai mẹ con á mỗi người ráng nuốt một chỉ rồi khi mà đi vô trong tù rồi đó ráng mà mà khi mà đại tiện rặn ra để cho nó lòi hai cái chỉ vàng nó ra sau đó mới về ra tù mới lấy hai chỉ vàng đó rồi làm, làm làm sôi bưng đội đi bán vậy mà cái phước của họ nó giàu vô tận cho nên trời ơi hồi đó là mỗi lần mà từ gò công mà họ, họ đi lên đó, họ đi bằng xe hơi coi như đi mấy cái chùa mà mà quản lý của hòa thượng mà tôi nương tựa đó là họ rải gạo tấn 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 họ cứ họ tới thay hồi thầy mở cửa trưa đó mấy giờ mấy giờ là chỗ dựa gạo nó chở 10 5 tấn 5 tấn 5 tấn 5 tấn mà rải vậy đó cho tới ngày động thổ phần bà thôi là một tỷ trước mà một tỷ hồi đó là lớn lắm tỷ hồi đó hồi năm năm hai mấy lớn lắm đó, rồi á, sau đó thì không biết rồi, giận hờn phiền não gì đó, rồi nguyên cái gia đình nó mới chạy lên ông Giác Ngàn, mới rồi từ cái pháp danh là Hoa này, hoa kia, hoa nọ, hoa hoa rồi mới mới sửa thêm cái chữ diệu âm trước, rồi mê quá trời mê, cho nên ca tụng ông Giác Ngàn lên tận trên 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 mây á, cho ông ở trên thiên đường không à, chứ không có cho ông ở dưới đất bởi vì ông lên thiên đường để ông dòm thì có tây phương á cho nên tôi thấy mỗi lần mà gia đình này lên đứng sắp hàng sắp hàng sư phụ sư phụ sư phụ đưa sư phụ rồi làm một cái 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 một cái bộ kinh vô lượng thọ đó mã vàng Thời ơi như vậy mà nó còn không là gì đừng nói chi mà bây giờ thời nay mà mình đi đi lấy ngón tay mình rồi mình mài rồi mình chấm chấm chờ cho nó lành xong rồi bắt đầu mình lấy chích lấy máu thật sự quý thầy không có càng đau quý thầy ngày nay hả cần tiền để để xây chùa cho lớn <laughs> chứ quý thầy không có cần cái đó đâu mà nó đau không quý vậy Đó cho nên tôi nói nói mà nếu có lỡ tới hai mẹ con cô này đừng có buồn. Mà khi nghe thầy nói như vậy, nghe thầy thượng tài nói vậy, phải can đảm mạnh mẽ hơn. Thưa thầy, con làm điều đó, con tự hào con nhận và mãi mãi lòng tin của con đối với Phật pháp tăng đối với chánh pháp như lai không bao giờ lai chuyển dầu cuộc đời nó như thế nào nhưng mà trăng nó vẫn là chân như tỏa sáng sống hư không dân cao trùng điệp rửa sạch địa cầu đưa về đạo pháp người về đây mở rộng đón thương đau đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi đời đổi thay đạo cả vẫn an lành đời quay cuồng đạo pháp vẫn viên dung đời chìm nổi đạo không hề chuyển biến. Chứ đừng có mà lấy ngón tay rồi mài rồi vậy rồi mới mốt rồi đội kinh bằng máu của mình, bằng xương của mình. Rồi vô gặp một ngày nào đó người ta đem người ta không cần thiết nữa. Hoặc là mình không cúng dường về vật chất, về tiền bạc người ta khi dễ mình. Rồi bắt đầu mình rủa mình chửi, mình xả, mình 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 toàn là 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 bất mãn, bất bình, bất như ý. Gọi là thối chuyện đó thì không nên. Cho nên nếu nói theo kiểu ngày nay, nói chân thành, không cần hy sinh xương máu, không cần hy sinh thể xác, mà cần chuyển đổi về mặt tâm hồn. Đây tôi nói vậy các vị có 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 hoàn hỷ điều đó không? Chứ còn các vị mà mà ngày nay mà các vị không thực tế mà đi lấy xương lấy máu cúng dường nó không thực tế. Ngày nay tất cả mình nói đại đa số, đại đa số đây là tôi nói về mặt tục đế. Mấy thầy ngày nay cần tiền, cần đô la, cần vàng, cần gỗ liêm, cần xi măng tấn tấn, cần đá hoa cương, đá cẩm thạch, cần ngọc mani để làm tượng, làm chùa. Chứ không cần xương, cần máu làm gì cả. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật tôi sẽ tiếp tục nói đầy đủ rồi hết giờ